Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì sẵn cái lần trước thì mình làm đi clip về cây pha ba mà đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp luôn. Đang sẽ làm cái này. Làm gì cái này? XM8 Combat Anniversary V2. Gọi là V2 đấy. Red Dot thì nhỉ. Cây này nó tặng cho mình cái mốc VIP á. Nay rảnh lôi ra bắn. Ui. Vì cái clip lần trước thì mình mới vừa làm xong clip cái con pha bam luôn, mà đang rảnh cái làm thêm con này luôn. Bắn khá tốt. Ê, có đứa thấy mình. Trời đất ơi. Cái đầu gì mà không dích. Đầu mà hắt nữa. Vãi. Không có ai hát đâu. Bắn ghê có chứ làm gì có hát. Mày bắn này. Yuito bắn cũng hay chứ. Nhưng mà mình có cảm giác là wow. Hay đấy. Mình có cảm giác là cái cây thường này á, cái cây Anniversary này nó lại giật hơn mấy cây thường. Mấy cây thường bắn êm lắm, mình không hiểu sao mình qua cây này thấy nó sao. Nó đạn nó nảy tùm lum mà. Sao níp nhiều thế. Ông nào núp ở đó là chết. Biết mà. Níp nhiều kinh khủng luôn á. Chạy. Vãi. Núp nữa. Cây này đâu có cam keo được. Bắn xa đâu có tốt đâu. Ui. Cây này nó hơi yếu. Không biết hơi yếu nữa nhưng mà thấy cảm giác nó yếu yếu, yếu đuối thì sao. Lộn bơm rồi. Biết mà. Đã luôn. Chết. Biết. Có đứa này. Cái snip kinh khủng. Quá nhiều luôn chứ không phải nhiều. Rồi ném nữa ba thằng rồi thì chạy không kịp. Ui má hay thế. Thôi nó hết chạy nhảy vô này à. Nếp đông thế. Quá đông luôn á.
Ờ được. Nó giật quá nên mình dìm tâm nó không được. Nó nảy tâm kiểu gì ghê lắm kìa. Damn. Được không? Xa thế. Đồ. Ta với bố chơi lay hồi sinh, tôi chơi lay luôn á. Chúng mét thôi. Thấy. Chết. Nghĩ sao? Hết hồn, mình tưởng có ai trong. Thằng đó lên đó là chết. Âm mạng sniff nhiều quá. Cái ông này cũng bắn ghê. Ê cái nhắm này là nhắm của cây này luôn hả ta? Đã thế. Sao muốn mở ra cây này ghê á. Tội cái không có thời gian cày cây trò này. Cây này bắn cũng khá được nhưng mà chỉ có điều nó thấy bản này nó đỡ, nó giật không mấy bản khác thôi, chứ mấy bản khác thì nó bắn đầm lắm. Nếu bạn đã thắc mắc là gì cái mấy dân vật này nó có giống như trong cái clip trước thì cũng giảm nhờ tại mình làm chung hai clip này chung thời gian luôn á, nhưng mà cái thời gian đăng của mình nó khác nhau thôi. Đây là nó nè. Thôi thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như bạn thấy thích video này nha. Ủng hộ mình nữa. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.